Hồ Quang Hiếu cho biết anh đang hẹn hò một diễn viên trẻ. Cả hai quen nhau trong một bữa tiệc của bạn bè. Thanh Hằng tất bật đi tổng duyệt cho show diễn thời trang hoành tráng tại Phú Quốc. Diễn viên Thanh Thúy và Hạnh Thúy chụp ảnh kỷ niệm cùng ekip đoàn phim sau hơn một năm đồng hành. Tại buổi họp báo ra mắt dự án phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm gây náo loạn khu vực thảm đỏ khi chạy chiếc xe đạp cũ đến sự kiện. Thông tin tiền vệ Minh Vương hẹn hò hoa khôi Bùi Thu Hương gây chú ý những ngày qua. Việc Chi Pu tham gia show Trung Quốc Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng khiến nhiều khán giả lo ngại về khả năng ca hát. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, Kỳ Duyên vướng phải hàng loạt scandal. Hiện tại, cô đã trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn và được cộng đồng yêu nhan sắc ủng hộ.